Hơn một năm nay, ngôi nhà ở thôn Thanh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hàng ngày sáng sớm đã đèn từ 3 giờ sáng và đông người tất bật chuẩn bị thịt heo cung cấp cho nhu cầu thực phẩm. Thịt heo ở đây không giống như thịt heo bình thường, được tích hợp bởi tinh chất của thảo dược và do quá trình sinh trưởng và phát triển con heo được nuôi dưỡng chăm sóc bởi những loại thực phẩm đặc biệt, tạo kháng sinh tự nhiên giúp cho heo khỏe suốt quãng đời của nó. Người tạo ra loại thực phẩm đặc biệt cho heo này là chị Nguyễn Thị Sen. Hơn 3 năm trước, Sen đối diện với sự mất mát của chồng trong một tai nạn khi đang đi từ Đức sang Anh để lao động. Mong ước kiếm tiền về trả nợ và xây mái ấm cho hai vợ chồng cục nợ bạc tỷ mà chồng thì đi mãi không về, con còn quá nhỏ, Sen chối từ giữa dòng đời và nghĩ rằng mình không còn sức để gượng dậy sau sự cố đó. Dự án về chống buôn bán người nô lệ thời hiện đại được triển khai đã hỗ trợ Sen tham gia dự án. Sen được tư vấn giải pháp hỗ trợ tinh thần và từng bước vượt qua được nỗi đau, gượng dậy, tìm cách nghiên cứu cách nuôi heo bằng thảo dược. Do giải pháp không được cha mẹ và xóm làng ủng hộ, Sen đã một mình nghiên cứu. Sau gần một năm nỗ lực thử nghiệm trên từng con heo đến tháng 10 năm 2023, rẻ đã đón nhận được thành quả. Vào năm 2016, mình lấy chồng thấy đi làm ngoài cũng vất vả, mà lương thì họ không trả. Hai vợ chồng bạn bác là cố định là về tại mảnh đất quê hương của mình để lập nghiệp, xây trang trại và nuôi heo. Bán người ở thời hiện đại đã hướng nghiệp, mỗi người sẽ làm một dự án có sự hỗ trợ của thầy cô, đã hỗ trợ cho mình tham gia lớp học. Em không nói chuyện, không trao đổi với mọi người, chỉ ngồi thu về một góc. Nhưng sau quá trình tham gia dự án, em đã vượt lên nỗi đau. Từ đó, em ổi suy nghĩ ra rằng mình là một sản phẩm nào đó mà người tiêu dùng cần theo xu thế của thị trường. Quay ngược trở lại sẽ giúp cho bản thân và xã hội. Sau khi được hỗ trợ, em đã định hướng về nuôi heo thảo dược, nghĩa là nghiên cứu trong lĩnh vực heo sẽ hợp với nguyên liệu thảo dược và sử dụng men vi sinh. Em đã nghiên cứu gần 2 năm, từ 1 con đến 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, đến 10 con. Khi đạt được giai đoạn lên 10 con, em đã đạt được mong muốn và hiệu quả. Ban đầu, em không đủ khả năng và thực lực để thí nghiệm nhiều con. Một con là thảo dược xung danh, mình cũng có những số lượng ít, người dân trồng để chơi. Em đã mua thảo dược, thực ra là em mua một lượng ít. Họ thường cho em nên giảm phần nghiên cứu, phần đầu tiên là cơ bản, để nghiên cứu sau. Em nhân lên 2 con để thích nghi và hoàn thiện, vì một con hiệu quả, nhưng lên 2 con không hiệu quả vì sức đề kháng khác nhau. Khi 3 con, em thay đổi công thức, một đợt 5 con không bổ sung canxi, hành thường bị cắm nuôi nhau, đến 7 con, em bổ sung canxi và công thức bắt đầu hoàn thiện, đến 10 con, đã hoàn thiện hoàn toàn. Từ 1 con đến 5 con đơn giản, nhưng từ 5 con đến 10 con là một vấn đề. Em vẫn đi học, đi làm và phải tới cơ sở mua nguyên liệu. Mỗi ngày, em chở một ít để cho 10 con heo ăn. Em cũng thu thập nguyên liệu từ vườn của dân. Ban đầu họ không tin nhưng sau đó đã cung cấp nguyên liệu cho em. Việc mở rộng thị trường trong lĩnh vực sản xuất thảo dược và nuôi heo đang trở thành xu hướng mới. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn nguyên liệu từ các vùng xa như Quảng Trị đang được khai thác và phát triển, mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra những cơ hội mới cho các nông dân và doanh nghiệp trong vùng. Một số bà con nông dân đã nhận thấy tiềm năng của mô hình này và đã sẵn lòng ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu trước cho các nhà sản xuất thảo dược. Điều này giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng cho quá trình sản xuất. Trong khi đó, các nhà sản xuất thảo dược cũng đã chủ động mở rộng quan hệ đối tác với các nhà cung cấp nguyên liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường sản xuất và mở rộng thị trường. Một trong những điểm đáng chú ý là việc kết hợp nuôi heo trong mô hình sản xuất thảo dược. Không chỉ là nguồn thu nhập phụ mà việc nuôi heo còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn phân bón hữu cơ cho các loại cây trồng thảo dược. Điều này giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường sức kháng của cây trồng, từ đó tạo ra sản phẩm thảo dược có chất lượng cao. Trong quá trình thử nghiệm và phát triển, việc có sự hỗ trợ từ các chuyên gia, giáo viên và các cơ quan chức năng là không thể thiếu. Các nhà sản xuất đã nhận được sự tư vấn chuyên môn về cách chăm sóc, nuôi dưỡng heo và quản lý vườn thảo dược từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Điều này giúp họ tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Giai đoạn thử nghiệm không ít lần gặp khó khăn và thất bại, nhưng nhờ vào sự khích lệ và hỗ trợ từ các người thầy, các nhà sản xuất đã vượt qua mọi thách thức. Các bài học từ những lần thất bại đã giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao hơn. Khi thành công, họ không quên chia sẻ niềm vui và lòng biết ơn với những người đã đứng sau và hỗ trợ họ trong suốt quá trình. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hợp tác và chia sẻ trong việc phát triển ngành công nghiệp thảo dược và nuôi heo hiệu quả. Việc thêm hòa văn vào quy trình sản xuất giúp sản phẩm trở nên đặc biệt hơn, khiến cho chất lượng của sản phẩm được nâng lên đáng kể, khi đó mới có thể gọi là thành công, đã đạt được 100% kế hoạch. Mình đã chứng minh cho bố mẹ thấy rằng mình đã thành công và đã tạo ra một xu hướng mới cho người tiêu dùng hiện nay. Xu hướng đó là sự quan tâm đến nguồn gốc và sạch sẽ của sản phẩm. Hiện tại, mình chỉ cần nâng cấp sản phẩm và quảng bá cho nó. Những lời nói đó đã thuyết phục bố mẹ và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng và các cơ quan chính quyền. Khi đó, mình đã mở rộng diện tích, xây dựng chuồng trại và đầu tư vào các thiết bị máy móc. Năm 20 sau, mình bắt đầu có ý tưởng thành lập một hợp tác xã. Ban đầu, mình cảm thấy rụt rè và sợ hãi vì không hiểu rõ về quy trình hợp tác xã. Tuy nhiên, sau những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, vào tháng 2 năm 2003, mình tự tin thành lập hợp tác xã. Cây mà mình chọn gồm cây hoa ngọc lan, cây mật gấu, cây khổng lồ xả, cây dâu và gừng, củ nghệ và tỏi. Trong số đó,
Cây tỏi được coi là quan trọng nhất vì khả năng phòng bệnh đường hô hấp tốt. Những nguyên liệu này không chỉ là hữu ích cho sức khỏe của con heo mà còn làm tăng chất lượng thịt. Điểm mạnh của heo thảo dược là giảm chi phí trong chăn nuôi. Thay vì sử dụng kháng sinh, mình đã tận dụng các loại thảo dược tự nhiên, giúp giảm chi phí và không cần lo lắng về tác dụng phụ của kháng sinh. Sản phẩm heo thảo dược không chỉ mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn giữ được tính chất không kháng sinh, không tạo nạc và không tạo màu. Tham gia với giả án là người gọi là ở đáy chiếng, nhưng đến thời điểm tháng 10 năm 2023, mình đã phát triển thành một doanh nghiệp thành công và được nhiều người biết đến. Trong hành trình khởi nghiệp, việc lên kế hoạch là một phần quan trọng không thể thiếu. Tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ các bạn trẻ trên con đường này. Đồng thời, tôi muốn chia sẻ những động lực và kinh nghiệm của mình, giúp mọi người nhận ra tiềm năng trong việc khởi nghiệp. Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng ngày càng tăng cao, việc khai thác tiềm năng từ sản phẩm thảo dược là một xu hướng sáng giá. Quan trọng nhất là phải có chiến lược kinh doanh và tiếp thị sản phẩm đúng đắn. Đầu tiên, chúng ta cần quy chuẩn quy trình sản xuất sản phẩm một cách cẩn thận và khoa học. Điều này bao gồm việc chăm sóc và nuôi dưỡng động vật, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và lựa chọn nguồn nguyên liệu chất lượng. Cần phải đảm bảo rằng sản phẩm của chúng ta đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng. Tiếp theo là việc xây dựng một chiến lược tiếp thị hiệu quả. Điều này bao gồm việc nghiên cứu và định hình đúng đối tượng khách hàng, phát triển bao bì và nhãn mác sản phẩm, cũng như lựa chọn các kênh phân phối phù hợp. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta cần tận dụng các công nghệ mới như thương mại điện tử và mạng xã hội để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là mang lại giá trị thực sự cho khách hàng thông qua sản phẩm của chúng ta. Điều này đòi hỏi sự cam kết và sáng tạo không ngừng từ phía doanh nghiệp. Tóm lại, chiến lược kinh doanh và tiếp thị sản phẩm thảo dược không chỉ là chìa khóa cho sự thành công trong ngành công nghiệp này, mà còn là yếu tố quyết định giữa việc vươn lên với sự đổi mới và thất bại.